Bạn bên cứ chọc là con Tâm nhắm ni 28 tuổi rồi mà vẫn chưa mất trên tay. Mất trên cái tay chưa mất luôn. Từ cái tay còn trinh luôn chứ đừng có nói là những cái chỗ khác. Chưa được nắm tay trái lên mố cả. Chưa luôn. Chưa luôn kìa. Ráng từ từ sao nắm tay được hung thế hung đầu tiên nha. Dạ. Giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ. Em tên là Nguyễn Thế Hiệu. Hôm nay em 29 tuổi. Quê em ở Hà Tĩnh, hiện em đang làm đầu bếp và ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Dạ, ở quận Tân Bình. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Mai Thị Tâm, hiện là em đang làm content marketing ở Sài Gòn. Em đến từ Bình Dương. Em quê ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Lâm Đồng. Nhưng mà bố mẹ em là cũng người Hà Tĩnh luôn. À, tức là gốc em vẫn là Hà Tĩnh đúng không? Dạ vâng. Bạn còn nghe và còn nói được tiếng Hà Tĩnh không? Dạ, bây giờ em nói tiếng Hà Tĩnh được luôn. Ồ, vậy đó. Dạ. Nói tiếng nhưng Hà mà Tĩnh em nó nặng em hơn bạn nữa. Rồi, bây giờ cho biết ưu khuyết điểm coi. Cô gái Hà Tĩnh là... Anh Chí ơi, anh nói mấy câu cho em nói theo nữa. Còn anh đây ạ. Em thì nhược điểm thì nhiều, không biết hát chi cả nữa. Nhưng mà hay cười, dễ thương lắm. Trả lời đi em ơi, bạn Nam ơi. Anh ơi, dạ. Nghe không? Nghe rồi em. Anh nói về anh đi anh ơi. Anh à, nói về anh ấy. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng vui vẻ. Em nhiệt tình trong công việc và có ý chí trong công việc cũng như là cuộc sống. Và em nghĩ là mình nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Bạn nữ bên kia, bạn thích ăn món gì vậy nhỉ? Dạ, em thích ăn tôm, cua, món chi dưới biển đó nè. Ồ, gọi là hải sản đấy hả? Dạ. À, đúng cái tủ của anh rồi đấy. Nhưng mà em sợ mập lắm. Đâu mà rắn mà em ăn không mập nhá. Sợ mập thì anh có thể cùng em đi tập gym hay là chạy bộ vào buổi sáng mà. Được. Anh vẫn đánh như vậy mà. Bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ, em 28 cái mùa hè rồi chưa có mối tình mô cả. Thôi em đi học là em nghĩ là khi mô mà mình học giỏi đà rồi mình yêu. Ừ. Đến khi em đi làm thì em lại nghĩ là khi mô mà em đi làm giỏi đà thì em hãy yêu. Nhưng mà cái lý do to bự nhất á là em nghĩ tình yêu là duyên phận. Nếu mà có một nửa của mình á thì biết mô một ngày đẹp trời có một em trên rơi rớt xuống. Mà ông ba ta nói là ôm cây đôi thỏ đó chị. Ừ. Mà em ôm cây hoài mà thỏ không chạy quá à? Không chạy quá. Nên dư em đi kiếm. Để đi kiếm. Còn em được tình duyên sao nói cho bên kia coi coi. Dạ em thì mối tình sâu đậm thì em cũng trải qua một mối tình ạ. Được 4 năm chia tay cách đây 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ thì có nhiều cái việc ở trong cuộc sống em muốn giải quyết cho nó qua đi. Nhưng mà nhiều lúc mình nói chuyện với bạn nữ không có muốn nghe là hiểu ấy. Ta còn tính trẻ con á. À. Thì lâu ngày rồi dồn lại rồi cùng một lúc nó bứt ra. Coi như là bên đây có một mối tình 4 năm, chia tay được 2 năm rồi. Bên kia chưa có mối tình nào. Bây giờ sắp sửa thì bên đàn gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là một người đàn ông có ý chí, sống độc lập, dứt khoát và mạnh mẽ. Dứt khoát và mạnh mẽ là ở trong công việc, trong tình yêu. Chứ không phải lấy vợ về rồi đập vợ dứt khoát mạnh mẽ nha anh nhá. Đập vợ dứt khoát mạnh mẽ nha anh nhá. Không có đâu em. Em cái mẫu người lý tưởng của em về ngoại hình. Dạ. Thì em muốn cái người bạn trai làm sao? Dạ em muốn khoảng 1m6 trở lên tay với em luôn. Ốm hay mập? Ốm ốm thì cũng đừng ốm quá mà mập thì cũng đừng mập quá. Bụng bự thì sao? Dạ bụng bự vừa vừa thôi, đừng bự như ba em là được. Ba em? Ba em bụng bự hả? Dạ. Còn em muốn mẫu hình lý tưởng thế nào anh trai? Dạ thì em cũng mong một bạn, tìm một bạn nữ là bạn ít yên, ít cầm ràm, biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc gia đình là được. Ít cầm ràm. Em dạ. Gái bên kia có hay cầm ràm không em? Dạ không anh, em hả? Không cầm ràm. À, chào em gái. Dạ em chào anh. Không cầm ràm phải không? Dạ em không cầm ràm đâu. Nhưng mà nếu mà dữ quá thì em cùng nói nhỏ nhỏ thôi. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ đừng lối thôi quá, cùng đừng hao nhoáng quá. Cái chỉ mình cùng đều đều là được. Bây giờ em là một người con gái mà chưa từng yêu đúng không? Dạ em chưa từng yêu. Chưa, tức là có nắm tay ai rồi có hôn ai bao giờ chưa? Dạ nói chưa từng yêu thì
tại ri em không biết người ta có thích em không. Em bị trầm nhiệt, thế cứ rửa rồi dư bạn bè cứ chọc là con Tâm nhắm ni 28 tuổi rồi mà vẫn chưa mất trên tay. Mất trên cái tay chưa mất luôn, từ cái tay còn trên luôn chứ đừng có nói là những cái chỗ khác. Chưa được đậm tay trái lên mố cả. Chưa luôn. Chưa luôn kìa. Ráng từ từ sao nắm tay được hung thế hung đầu tiên nha. Dạ. Trời ơi, vậy là một hồi nữa là em bị mất luôn cái tay rồi mất luôn cái má đó. Nếu như... Nếu bấm nút, em có sẵn sàng và em có chấp nhận cái cảm giác đó không? Thì nếu mà nhịp tim tăng từ 90 lên 180 thì chịu. Chịu rồi. Có khi nào ai suy nghĩ em mà lâu quá đến tuổi này mà chưa có người yêu, em có kiểm tra là có ai nói em giới tính này nọ không? Dạ có. Thấy chưa? Tay cắt tóc ngắn mà. Người ta nói mô, nói răng. Nói mi thích con trai con gầy rứa. Ừ, rồi em trả lời sao? Dạ, chứ thì mẹ trai muốn chết mà không được thằng mố nhìn cả. Mẹ trai muốn chết không được thằng mố nhìn cả. Thằng trai đó, chào bà mối đi em. Dạ, chào chị ạ. Chào cưng. Wow. Nè, em mình dung kỵ cái bà bên đi ra. Em nghĩ bà này là một cũng là một cô gái dễ thương và năng động ạ. Có cá tính á. Dạ, có cả hài hước nữa đó. Mà bây giờ mi có tìm đến đây là hot boy không? Cái ngọ mới biết được. Giờ nôn chưa? Nôn nào ngọ chưa? Cũng nôn rồi. Nôn rồi phải không? Vậy bây giờ hỏi ý kiến người nhà trước nha. Dạ. Mi đi với ai? Dạ, đi với bố mẹ và em trai. Bố mẹ và em trai rồi bố đó, bố ơi. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Cùng tất cả chị em trong trường quay hôm nay. Và cùng những người thân bên nam và bên trai. Xin giới thiệu, đây là mẹ của Tâm, đây là bố của Tâm, đây là em trai của Tâm. Thế thực tế hôm nay đến với chương trình này thì cũng thực tế là khi mà Tâm lớn lên nó cũng đã học xong thành đạt rồi. Thì bây giờ cũng đến tuổi cũng nói lớn thì chưa lớn lắm nhưng mà đến tuổi là yêu đương rồi. Kiếm một tấm chồng để xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ. Cho nên là bố mẹ đứng con khỏe chung nên là muốn con đi. Đi xây dựng gia đình. Cho nên hôm nay về đây với chương trình thì thứ nhất rất cảm ơn chương trình. Cả con mà đến được với nhau, mà gặp được nhau trong tình duyên số, đó cũng là một điều tốt cho gia đình. Cả con cứ giao lưu với nhau thật lòng. Xin cảm ơn. Cảm ơn bố. Được đó. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn cùng thời đi lính nên cùng em tới giờ. Dạ, em xin chào MC với lại ở bên nhà gái với lại toàn thể khán giả ở trường quay ạ. Em là bạn thân từ khi đi lính tới giờ này chắc cũng gần 10 năm rồi. Wow, hai đứa đã từng đi nghĩa vụ rồi đúng không? Dạ, đi ở ngoài Côn Đảo ạ. Đây thì em xin có một chút ý kiến về bạn Hiệu là có trách nhiệm trong công việc rồi nghiêm túc. Được cái là ưu điểm là nấu ăn ngon, thì cái đó là ok nhất. Nói với Hiệu là bạn gái bên đây thì rất dễ thương, nói chuyện vui tính. Thì được thì hãy cho cơ hội. Thì bạn cho cơ hội đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn trai. Mở rào. Mở rào. Đó, bắt đầu đi em. Không gian này là của hai em đó. Cứ thoải mái trò chuyện nha. Dạ, em chào anh. Nãy tại thì em có món quà tặng. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Bạn gái nói ý nghĩa về cái ngôi nhà đó đi, cái gì đó. À, ngoài cái nhà này ra em còn một bức thư tay nữa. Em tặng anh luôn. Ý nghĩa của ngôi nhà ở trong bức thư anh có thể chia sẻ với mọi người luôn. Dạ, em xin đọc bức thư bạn gái tặng cùng các bạn khán giả. Gửi anh chàng trai lần đầu gặp mặt. Em không biết anh có thích cô gái cao 1m48 là em không, cũng như em không biết hình dung anh như thế nào. Nhưng không quan trọng, quan trọng là được gặp nhau ngày hôm nay ở đây với em là duyên phận rồi. Em gửi tặng anh một mô hình nhà thu nhỏ do em tự dán. Tay vùng về dán chưa đẹp, nhà cũng chưa hoàn thiện vì em không biết nối dây điện nhưng mong anh sẽ thích nó. Em rất thích một câu nói trong một bộ phim mà em thích. Dù bạn ở đâu làm gì, chỉ cần ở đâu đó có một người luôn đợi bạn, nơi đó chính là nhà. Dạ, nhận đi. Nhà của anh. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ, nhà vẫn chưa hoàn thiện bởi vì em chưa nối dây điện được. Nên là nếu anh có muốn nối dây điện. Hy vọng thì sau chương trình này anh sẽ về nối dây điện và đưa cho em là xem lại. Rồi, chúng ta cảm nhận về nhau đi các bạn. Đầu tiên gặp mặt thì em rất dễ thương.
có nụ cười rất là đẹp. Anh cũng rất là dễ thương. Anh cảm ơn. Em nói chuyện Hà Tịch đi dễ thương hơn. Thì anh có gì muốn hỏi không? Cho anh hỏi trước. Em thường làm gì vào những dịp rảnh rỗi? Bình thường em đi làm đến thứ bảy, thì chủ nhật là em về nhà, nhà chơi với mẹ thôi, đi mua cả. À, hy vọng sau chương trình này thì những ngày đó thì em có thể đi cùng anh. Dạ. Còn anh thì ngày nghỉ thì Minh Chí? Anh công việc của anh thường nói chung là cũng ít thời gian nghỉ. Mà dạ, bình thường nghỉ anh thường hay tham gia mấy câu lạc bộ chơi chim á. Dạ. Chơi chim là yêu động vật chứ? Chơi chim yêu động vật hay là đi chơi cờ tướng ở mấy quán cà phê. Ừ, thì rồi có thể chơi cờ tướng với em trai em. Ờ. Cô biết uống rượu không? Anh nói chung về biết rượu thì anh cũng biết chút ít à. Chỉ là để xả giao thôi chứ anh không nhậu được. Ừ, vậy thì biết chút ít cũng được, uống rượu với bố em. Hy vọng là có cơ hội đấy ạ. Hai đứa nói giống như hai đứa ở chung nhà vậy đó. Em á, cái giọng của em nó rất là trầm bổng mà em hợp ghê luôn á. Cái bài thơ hồi nãy chị cũng thấy rất là hay, em có yêu thơ không? Dạ em có, em vẫn thích hay đọc sách và thích tìm hiểu những cái thứ liên quan đến ẩm thực. Đọc bài cho bạn gái nghe đi. Về thơ có rành về thơ không? Dạ em thì em xin phép được có cuốn câu thơ tặng bạn gái mà anh em học lại của anh Quyên Linh. Học lại của anh Linh hả? Dạ vâng ạ. Ông Linh này cũng dễ sợ thiệt á. Linh à, ông thả thính rồi ông thả thơ, ông thả đủ trò đó thơ Linh. Thì em xin phép được đọc cho bạn gái và mọi người ở đây. Anh vẫn ngồi nơi đây góc phố, phố đông người nhưng chẳng thấy bóng em. Lá vàng rơi bao nhiêu anh đếm hết, những tháng ngày như em anh đâu đếm được đâu. Dạ xin hết. Ông nói cho tôi nghe, ông đọc cái này trong trường hợp nào vậy? Ngày xưa cái câu này mình làm trong một bối cảnh rất là buồn ha, buồn lắm, ngồi ngoài đường đó, uống cà phê với Lê Tuấn Anh đó. Xong rồi Tuấn Anh nó đi kiếm Hồng Vân đó, còn mình Linh ngồi giữa đường đó. Linh mới nói là anh vẫn ngồi một mình nơi góc phố, phố đông người nhưng sao chẳng thấy em. Lá vàng rơi bao nhiêu anh đếm hết, nhưng không đếm được những gì anh nhớ em. Ủa như vậy có nghĩa là lúc đó ông yêu ông Tuấn Anh nhà tôi hả hay sao? Đúng không? Nó rất là quyền bí trong cái chỗ này. Ông hai đi kiếm tôi là chuyện, ông buồn hả sao? Xong nó bỏ đi kiếm Hồng Vân. Thì đó là ông nhớ người yêu tôi mới tập làm thơ. Thì ông phải nói rõ chứ là tự nhiên nó ông Tuấn Anh đi kiếm tôi, ông ngồi sáng tác bài thơ đó là ông ghen với ông Tuấn đúng không? Sao ghen với tôi? Nhớ người yêu của tôi. À vậy hả? Trời ơi. Rồi. Bây giờ em nói một câu gì đó bằng cả trái tim của mình với cô ấy đi. Dạ em nghĩ em được anh em suy nghĩ là mình phải vẽ một bức tranh thật đẹp để dành tặng cho bản thân mình. Nhưng hôm nay được gặp em thì anh nghĩ là bức tranh em là bức tranh đó là đẹp nhất rồi. Wow. Mí nói cái cảm xúc của Mí đi, Mí hồi hộp không? Dạ thì em nói biết nói chi hết thì em thấy đồng hồ của em anh, bình thường anh bảo km thôi, bữa nay anh nhịp tim anh nhảy một cây lên 180 rồi. Nhịp tim lên 180 rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta chuẩn bị đến với giờ phút mà sẽ đưa ra quyết định. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Phải bấm nút từ trái tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 và 1. Hết thời gian. Hai cái nghe cái cách tôi nghe đều hết trơn hết trời. Rồi chúc mừng. Hồi hộp quả đi. Đấy. Để tao hồi hộp quả đi nè. Đây là giây phút để quan trọng cả một cuộc đời. Rồi, tay. Giây phút quan trọng là Mí phả trinh cái tay hẳn đi. Ngắm đi. Cầm cho anh làm tay em. Dạ anh xin em cho. Ờ, xin em cho. Rồi. Đang tay vào nhau, đang tay vào nhau. Bây giờ Mí nói cái cảm xúc của Mí đi. Đang. Dư run hết, biết nói chi cả. Nhưng mà thích không? Dạ, lành lành, thích thích. Thích thích, lành lành. Rồi. Ừ. Bây giờ là sẵn xin, nữa là xin luôn là xin. Phả trên cái mã. Tao hồi hộp quá đi. Tao sợ mới xịu đấy, không có xịu nghe. Đỡ đi, đỡ, đỡ. Thế em, con xin phép cô chú ạ. Cho con hôn bà này. Trời biết. Đỡ, đỡ em. Chị ông anh đỡ em, đỡ. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi. Chết xịu mất. Không, lâu lâu. Uống mà phớt phớt, uống mà làm lại. Để nè, nguyên, từ từ, sát vô, từ từ. Để nguyên, sát vô luôn, sát vô. Hết. Hít, để nguyên, hít sâu vô. Đó. Nó mới cảm nhận được phải không?
Rồi bây giờ em hung anh cái đi. Đi hung đi, đi hung đi. Đi nữ quyền cho tao. Đi nữ quyền lên. Ừ. Rồi. Thấy chưa? Người ta hung là vậy đó. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitareri, Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền. Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Không, hình như hai đứa nó hợp, rất hợp với nhau Vân à. Quá hợp luôn.